Khởi đầu, chúng ta lên mạng dùng Google Chrome lùng tìm một hình ảnh của ngựa cho đàn violon, đánh dòng chữ Violin Bridge và lùng tìm các hình ảnh Images. Bấm vào ô View More, xem thêm để tìm những hình ảnh cùng thể loại. Cái này vẫn là cái cân đối nhất. Bấm chuột phải và chọn Save Images, lưu hình ảnh là, dùng tên mặc định của nó. Bấm Save, lưu để lưu một bản xuống thư mục Download trong sắp đặt của Chrome. Bấm End, cho bật cửa sổ trình đơn bên phải để cho thêm một hình ảnh nền vào. Dùng nó để đưa bức ảnh mình vừa lấy xuống vào đó, làm ảnh tham chiếu. Tôi sử dụng một bức ảnh đã lấy mấy năm trước. Vì miếng này nằm dựng đứng, nên để thấy được mặt cắt của nó, chúng ta phải chuyển nó sang góc nhìn từ trên xuống, Top, NP7. Tạm thời sử dụng góc nhìn đằng trước là All Views, tất cả các góc nhìn để thấy thân đàn và điều chỉnh được tỷ lệ của hình ảnh ngựa cho đúng tỷ lệ tương quan. Bấm NP7 sang góc nhìn từ trên xuống để điều chỉnh cỡ của hình ảnh tham chiếu. Quan sát chiều ngang của hình ảnh với ngựa trên mặt đàn của hình ảnh nền. Cho một mặt phẳng vào để dùng nó kiến tạo miếng ngựa, đồng thời dùng nó để điều chỉnh hình ảnh nền, vì vị trí chiều ngang của nó không nằm ở giữa. Cắt đôi hình ra chỉ là một nửa mà thôi. Xóa cả điểm dưới này, chỉ sử dụng hai điểm đỉnh ở trên thôi để nới ra và vẽ đường viền hình ngựa. Kéo điểm dưới lên và nối vào với đường vẽ. Bấm W, chọn Subdivide, phân chia để lấy thêm một điểm đỉnh ở giữa. Chuẩn bị vẽ hình lỗ hổng ở giữa này. Bấm V để tách điểm đỉnh đã chọn ra và đưa các điểm đỉnh về vị trí trên ảnh tham chiếu. Dùng các kiến thức đã giới thiệu để nối bề mặt và cắt nó cho hợp lý.
Chọn Subserve vào để điều chỉnh vị trí của điểm đỉnh, hầu cho hình ảnh tương đồng với ảnh tham chiếu. Lật ngược 180 độ theo chiều X. Cho thêm một bộ điều chỉnh đối xứng vào và dịch chiều dựng đứng để thấy mặt dưới trước khi xoay nó để kiến tạo bề mặt nghiêng. Chuyển sang chế độ chọn cảnh, chọn và kéo các cạnh viền xuống. Chọn các cạnh mép và làm cứng chúng lại. Bật các lớp khác lên để thấy hộp đàn và đưa ngựa vào vị trí trên mặt của hộp đàn. Chọn lỗ của cái tăng đơ và đặt con trỏ ba chiều về đây, định vị trí của vật thể đưa vào làm dây đàn. Tab về chế độ vật thể, cho một đường cong Bezier vào để làm dây. Xoay nó dựng đứng lên và làm thẳng ra, rồi thu ngắn lại. Xoay 90 độ theo chiều Z. Đần mở đầu sát vào mép. Đổi đầu này sang free, tự do, để mình có thể bẻ gập được nó. Đưa nó sang một lớp khác. Bấm NP1 về góc nhìn đằng trước. Giữ Ctrl xuống và bấm chuột trái vào điểm tới của dây đàn ngoài cùng trên ngựa. Giảm độ phân giải preview của đường cong xuống thành 1 để các góc bẻ thẳng căng.
bấm Ctrl + P3 để nhìn sang góc bên trái, định vị trí đầu trên của dây ở cần đàn. Bấm Np1 về góc nhìn đằng trước và đưa đầu dây vào đúng điểm tham chiếu trên ảnh nền. Bấm Ctrl Np3 để nhìn sang góc bên trái, định vị trí đầu trên của dây ở cần đàn. Kéo dài phần đuôi xuống, đại biểu nó được buộc vào đằng sau tăng đơ. Đổi giá trị depth, chiều sâu của ảnh hưởng bo tròn để tăng diện tích của dây. Đổi chiều của pháp tuyến bằng cách bấm vào switch direction và tăng độ phân giải bo tròn lên 2. Đổi chế độ phủ đầy fill mode sang toàn phần full để thấy cả hai bên. Bật lớp của tăng đơ lên để thấy nó, chọn tăng đơ và tháp vào chế độ biên soạn. Đưa con trỏ 3 chiều về vị trí của lỗ thứ hai, chuẩn bị vị trí để sao cái dây đã làm sang đây. Bấm Shift Z để sao một bản, bấm Shift S và chọn Selection to Cursor để đưa bản sao về đó. Tháp vào chế độ biên soạn. Dùng các góc nhìn và điều chỉnh vị trí của các điểm cho đúng với vị trí của chúng trên mô hình. Dùng ảnh nền làm nguồn tham chiếu. Chọn cả hai dây và nhập chúng vào. Chúng ta sẽ sử dụng bộ điều chỉnh đối xứng để sao chúng sang nửa bên kia bằng cách điều chỉnh tọa độ gốc. Bấm chuột trái vào đường kẻ lam, chiều dọc, đưa vật thể chọn về điểm đó, rồi đổi tọa độ gốc của hai cái dây về vị trí của con trỏ 3 chiều trước khi cho bộ điều chỉnh đối xứng vào và nhân bản sao hai cái dây sang bên trái. Điều chỉnh vị trí của dây ở trung tâm để cân đối khoảng cách giữa các dây. Bật các lớp của mô hình khác lên và cho chất liệu đơn giản vào các vật thể. Phần hướng dẫn này xin tạm ngừng ở đây.